chúng tôi xin được trân trọng kính mời các anh, các chị, các em, các vị khách quý đã cùng đến dự với bất tử sinh nhật của Peter Quan Tóc Dài trong buổi tối ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng tiến vào bên trong, ổn định tại các vị trí bàn tiệc và cùng chuẩn bị với chương trình chúc mừng sinh nhật Peter Quan Tóc Dài trong buổi tối ngày hôm nay. Thay mặt cho ban tổ chức cùng với những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin được trân trọng kính mời. Chào anh em 28 nhá.